Biết tin Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời hôm 25 tháng 8 năm 2018, rất nhiều người Việt Nam trong những ngày qua bày tỏ trên mạng xã hội những tình cảm tốt đẹp và sự đánh giá cao của họ về những nỗ lực của ông đối với việc hòa giải, bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Về mặt nhà nước, truyền thông Việt Nam cho hay Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào chiều ngày 27 tháng 8 đã đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội để chia buồn về việc Thượng nghị sĩ McCain từ trần ở tuổi 81 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư não. Phó Thủ tướng Việt Nam viết vào sổ tang tại Đại sứ quán rằng đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam, Ngài Thượng nghị sĩ John McCain luôn là biểu tượng cho thế hệ nghị sĩ cựu binh chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông Minh nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng những nỗ lực của Ngài Thượng nghị sĩ trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua. Trước đó, tuyên bố ngày 26 tháng 8 của Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam viết trong nhiều thập kỷ, ông ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, dũng cảm tạo dựng bước đường để hai quốc gia chúng ta chuyển đổi từ kẻ thù thành đối tác. Báo chí trong và ngoài nước dịp cuối tuần vừa qua đưa tin các kiều dân Mỹ và nhiều người Việt Nam đã mang hoa đến đặt tại một bức phù điêu bên Hồ Trúc Bạch để tưởng nhớ ông McCain. Bức phù điêu mô tả một phi công quỳ gối giơ tay đầu hàng với các hàng chữ cho biết vào ngày 26 tháng 10 năm 1967 tại Hồ Trúc Bạch, quân và dân thủ đô Hà Nội bắt sống phi công John Sidney McCain, thiếu tá không lực thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Vào thời điểm máy bay của ông bị tên lửa đối phương bắn rơi, ông McCain đang thực hiện phi vụ oanh tạc thứ 23 của ông ở miền Bắc Việt Nam. Viên phi công khi đó 30 tuổi đã bị giam trong nhà tù của Bắc Việt Nam trong hơn 5 năm và được trao trả hồi đầu năm 1973 sau khi các bên tham gia chiến tranh Việt Nam ký Hiệp định Paris. Trong hồi ký của mình, vị thượng nghị sĩ Mỹ nói ông đã bị tra tấn và không được chữa trị phù hợp trong thời gian bị cầm tù đó. Việt Nam phủ nhận những cáo buộc này. Trên mạng xã hội Facebook trong những ngày này, không ít người đưa ra đề xuất rằng sự đóng góp của viên phi công thời chiến tranh Việt Nam mà sau này trở thành một thượng nghị sĩ Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn cần được ghi nhận tương xứng. Nhà báo nhà thơ Bùi Hoàng Tám, một Facebooker có tổng cộng hơn 8.000 người theo dõi, viết trên trang cá nhân rằng ông đề nghị Hà Nội có một con đường mang tên John McCain. Ông Tám nêu ra lý do một cách ngắn gọn, từ kẻ thù trở thành bạn và nói thẳng là nhân, vượt qua thù hận, quên oán, tạo ơn, ông xứng đáng được đặt tên đường phố tại thủ đô Hà Nội. Cùng suy nghĩ như ông Tám, trên diễn đàn mang tên Góc nhìn báo chí công dân có hơn 69.500 thành viên. Một người tên là Nguyễn Thành Long viết, John McCain là người có công rất lớn trong việc hòa giải mối quan hệ Việt-Mỹ. Rất mong nhà nước Việt Nam mạnh dạn lấy tên ông đặt cho con đường chạy quanh Hồ Trúc Bạch. Facebooker mang tên Nguyễn Thiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 44.500 người theo dõi, thậm chí kêu gọi rằng Việt Nam nên tuyên bố đặt tên đường McCain tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Thiện, điều đó rất có lợi cho hai nước và nên làm càng sớm càng tốt. Những ý kiến như vậy nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo những người khác. Bên cạnh đó còn có một số người đưa ra quan điểm rằng Hà Nội nên dựng một bức tượng ông McCain có hình thức đàng hoàng hơn thay cho bức phù điêu bên Hồ Trúc Bạch hiện nay, được xem là có tính chất sỉ nhục cả cá nhân ông McCain lẫn nước Mỹ. Nhận xét về việc nhiều người đặt hoa tại bức phù điêu, một người sử dụng Facebook có tên Nam Hải viết: "Độc tài lập bia để đề cao mình và hạ nhục người khác, nhưng ngờ đâu nơi đây lại thành chỗ biểu tượng cho một nền văn minh dân chủ thông qua cách ứng xử cao thượng của một con người mà trước đây chúng ta coi là kẻ thù." Cựu tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân, người đã nhiều lần gặp gỡ thượng nghị sĩ McCain và coi ông là bạn thân, nhận định với VOA về khả năng chính quyền đón nhận những gợi ý đề xuất kể trên. Chính phủ Việt Nam thì không bao giờ họ thực hiện điều đó. Nhà nước chỉ muốn tận dụng những con người như vậy, lợi dụng cái lòng thương yêu, cái tầm nhìn chiến lược của người ta. Chứ còn thực tâm mà nói thì tôi vẫn chưa nhìn thấy được cái sự ghi nhận đến cái mức mà đặt tên đường hay là thay được phù điêu rồi đó. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người vẫn thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam, nêu ra lòng kiêu ngạo và quan điểm cố hữu của những người cộng sản để đưa ra nhận định rằng việc đặt tên đường hay dựng tượng sẽ không trở thành sự thật. Cho dù như vậy, hai ông Quân và Khanh lưu ý rằng những gì người dân bày tỏ cho thấy tình cảm của người Việt dành cho vị thượng nghị sĩ quá cố là như thế nào. Luật sư Lê Quốc Quân nói:
Bản thân ông thì chắc chắn là được nhân dân Việt Nam ghi nhận và rất nhiều người là đã biết đến ông, bởi vì ngay từ năm 1985 thì ông đã đến Hà Nội, tức ông trở nên một con người rất là gần gũi đối với nhân dân Việt Nam. Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, ngoài tình cảm dành cho cá nhân ông McCain về những đóng góp giúp hàn gắn quan hệ hai nước, cũng cần xét đến việc nhiều người Việt thường có thiện cảm hơn với các giá trị và các chính khách phương Tây, ông nói với VOA. Người Việt Nam vẫn chờ đợi sự thân thiện của phương Tây và người ta tin rằng đó một cái nền dân chủ của phương và nhân quyền của phương Tây nó có một cái giá trị nằm trong trái tim người ta. Mặc dù nhân dân này đang sống trong một chế độ cộng sản, nhưng tình cảm của người dân mà thể hiện đối với một cái người như ông Joe Biden, tôi nghĩ rằng là nó có thể nhiều hơn cái hiện thực đối với ông Joe Biden đối làm được cho Việt Nam. Ngược lại với nhiều ý kiến tưởng nhớ, tôn vinh hay bày tỏ biết ơn vị thượng nghị sĩ Mỹ trong một trang Facebook có tên Diễn đàn Độc giả Trẻ, gồm hơn 32.500 thành viên, đã có một số cuộc thảo luận theo hướng nhắc nhở rằng ông McCain từng đã nhiều lần ném bom gây tội ác ở Bắc Việt Nam, cũng như đã có những phát biểu miệt thị xúc phạm những binh sĩ đã giam giữ ông. Bên cạnh những lời mỉa mai dành cho những người có cảm tình với ông McCain, các thành viên của Diễn đàn Độc giả Trẻ còn xem đó là những người ngây thơ chính trị. Nhắc đến thực tế là ông McCain đã quay trở lại Việt Nam để xây đắp tình hữu nghị giữa hai nước, luật sư Lê Quốc Quân cho rằng những người có quan điểm thù địch hay tức tối dành cho vị thượng nghị sĩ Mỹ mới qua đời là những người cố ăn mày về quá khứ, không có đủ lòng bao dung hoặc không có nhiều hiểu biết bằng chính ông ấy. Ông Quân nói thêm. Và những con người đó là không có cái tầm nhìn về tương lai. Và theo tôi thì không thể hiện rõ ràng cái lòng yêu nước Việt Nam. Yêu nước Việt Nam có nghĩa là mong cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Và điều đó là John McCain đã và đang làm. Chẳng qua họ nói vậy để họ khơi dậy quá khứ. Và như vậy không tốt một tí nào cả. Còn về phần nhạc sĩ Tuấn Khanh, ông bình luận. Ngày hôm nay đó, mà đặt lại vấn đề là những tội ác và những sai lầm của một cái người hôm qua trong một cái bối cảnh chiến tranh, thì ngày hôm nay đó, chúng ta thực sự mà khó có chuyện hòa giải. Cái ngày hôm nay mà cứ dở lại tất cả những vấn đề quá khứ mà không nhìn thấy được những giá trị của hiện tại, thì chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ đi đến được tương lai. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 26 tháng 8 cho biết sẽ mở cửa đón người Việt tới gửi lời chia buồn tới gia đình thượng nghị sĩ John McCain. Cơ quan đại diện ngoại giao này cho hay sẽ mở sổ chia buồn từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 8 và sẽ chào đón tất cả những ai mong muốn có lời chia sẻ với gia đình ông McCain. Cùng thời gian, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ ông Hà Kim Ngọc được Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời nói rằng ông McCain là biểu tượng của quá trình hòa giải của quan hệ Việt-Mỹ. Những người Việt Nam từng gặp thượng nghị sĩ John McCain chia sẻ với VOA về tình cảm thiêng liêng của họ dành cho nhà lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ vừa qua đời, để lại một di sản lớn trong mối quan hệ giữa hai nước cụ thù. Bà Lê Thu Hà, một phụ nữ ở Hà Nội, có dịp gặp thượng nghị sĩ John McCain cách đây mười mấy năm, nói với VOA rằng ông chính là một nhân cách đáng trân trọng mà các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải học tập. Ngài thượng nghị sĩ mà mình đã từng gặp tại thủ đô Hà Nội, từng được bắt tay, từng được ngưỡng mộ tại thủ đô đã ra đi rồi. Trong lòng mình và mình có ấn tượng vô cùng với ông và mang ơn ông vô cùng khi trong những cuộc tranh luận tại Thượng nghị viện Mỹ và khi thúc mắc chính phủ Việt Nam hãy thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước Việt Nam và gạt bỏ những nỗi đau thương trong chiến tranh, gạt bỏ những hận thù giữa hai kẻ thù với nhau trong cuộc chiến để bình thường hóa với nhân Việt Nam khi mà có tác động của Thượng nghị sĩ John McCain. Mình ấn tượng với ông lắm và mình mang ơn ông ý một phần ngưỡng mộ về những cái gạt qua những nỗi đau thương, những hận thù giữa hai kẻ thù trong chiến tranh mà ông lại là người đầu tiên đi đầu, mà là tù binh của Hà Nội mà lại gạt bỏ tất cả để đi đầu mọi cái. Mình nghĩ là điểm này chính phủ Việt Nam cần phải học ở John McCain, những chính khách ngoại giao của Việt Nam nói chung và những nhà cầm quyền lãnh đạo lớn của Hà Nội nói riêng cần phải nhìn vào tính cách của John McCain để mà học tập. Cựu nữ cử nhân khoa tiếng Anh ở Hà Nội vẫn còn nhớ lời của thượng nghị sĩ Mỹ khi ông mong ước người Việt Nam hãy vượt lên các khuôn khổ hạn hẹp mà tiến xa hơn về phía trước. Ông muốn người Việt Nam là dùng sức lực và tâm huyết của mình vượt lên trên cái khuôn khổ hạn hẹp thì mà hãy vươn ra biển cả để phấn đấu đi lên bằng trí tuệ, học hành. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã đôi lần gặp ông John McCain, chia sẻ rằng ngài thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là một người đầy bao dung, quan tâm đến từng cá nhân cụ thể. Tôi thấy rất là tuyệt vời. Đặc biệt John McCain là không chỉ quan tâm đến những vấn đề lớn hoặc là mang tính chất quốc gia, mà ông còn quan tâm đến những con người cụ thể trên những trao đổi rất cụ thể đối với chính phủ Việt Nam. Cá nhân tôi là một bằng chứng.
rất rõ ràng. Khi tôi bị bắt thì ông lên tiếng, và ông lên tiếng trên từng điều khoản cụ thể, và ông yêu cầu phải là thế này. Ông bảo các ông muốn nói gì thì nói, làm gì làm, nhưng mà có một điều kiện như vậy thì các ông tự cố gắng sắp xếp để mà ông giải quyết, và cuối cùng tôi được trả tự do. Thứ hai là có lần tôi đi đến thăm ông về thì tôi bị đánh, thì tôi cũng có nói những cái câu chuyện đấy, và ông bảo phải tiến hành một cách rõ ràng cái chỗ này để người ta không bị lặp lại chuyện đấy. Tôi được báo như vậy, cho nên tôi thấy rằng là John McCain quan tâm đến từng người một, và đầy lòng nhân hậu. Có một cái gì đó ở ông, tôi thấy cái sự bao dung và có tầm nhìn chiến lược. Vào tháng 5 năm 2017, ông John McCain cùng các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng và đồng thời khẳng định lập trường bên vực nhân quyền. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài kể lại những lần Thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng ủng hộ cho các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam. Và quan trọng nhất là vào cái năm 2007, khi mà cái phái đoàn của Chủ tịch nước Minh Triết lúc đó tới thăm Hoa Kỳ, thì lúc đó thì Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt một số những người bất đồng chính kiến như tôi, là luật sư Lê Quốc Quân và một số người khác nữa. Thì ông John McCain đã gây áp lực rất là mạnh lên cái chuyến thăm của Nguyễn Minh Triết, và khi đó thì buộc Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân và anh Nguyễn Phú Bình vào thời điểm đó. Thì sau này những cái vụ đàn áp bắt giữ những người broker, những nhà hoạt động bất đồng chính kiến ở Việt Nam xảy ra, thì lần nào ông John McCain cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ trong cái vấn đề đó, và yêu cầu Nhà Cầm quyền Cộng sản phải trả tự do ngay lập tức cho những người mà họ đang bắt giữ và cầm tù, đặc biệt là trong trường hợp của tôi đó. Luật sư Lê Quốc Quân nhận định những đóng góp to lớn của ông John McCain trong việc tạo ra sự e dè từ phía Trung Quốc đổ dưới Việt Nam. Tôi cho rằng John McCain có một vai trò đặc biệt quan trọng trong cái sự đóng góp đến cái quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là từng cá nhân, không chỉ là những nạn nhân của chiến tranh, những nạn nhân của bách hại, mà bản thân ông cũng đóng góp rất nhiều cho cái sự phát triển của Việt Nam nói chung. Và đặc biệt là tôi cho rằng cái đóng góp hết sức quan trọng là ông nỗ lực để Việt Nam, chính phủ Việt Nam có thể gần gũi hơn với Hoa Kỳ và mua sắm được một số trang thiết bị nhằm có thể tự chủ, tự cường và đối với cái sự xâm lấn Trung Quốc. Ông tạo ra được một cảm giác có một sự e dè nào đó từ phía Trung Quốc đối với Việt Nam. Trong sự nghiệp hơn 30 năm làm nghị sĩ Mỹ, ông John McCain, người có lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, đã nhiều lần gọi Trung Quốc là kẻ bắt nạt. Ông John McCain ủng hộ mạnh mẽ chủ trương Hải quân Mỹ tiến hành thường xuyên tuần tra tự do hàng hải, đặc biệt là chiến hạm Mỹ đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp, cải tạo trái phép trên Biển Đông, nơi có tranh chấp với Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Đài nhận định. Thì theo tôi đánh giá là ông John McCain là một trong những người Mỹ có sự quan tâm cũng như là lo lắng nhất đối với chủ quyền cũng như là toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Và việc ông đã ra đi thì nó là một cái sự mất mát rất là to lớn, không chỉ đối với gia đình ông, quốc hội cũng như nhân dân Hoa Kỳ, mà nó là một sự mất mát một người bạn rất là lớn đối với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đối với những người đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam VTC dẫn lời nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, ông John McCain chính là người tiên phong trong ngoại giao cuộc chiến tranh, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ sau chiến tranh. Các nhà quan sát nói truyền thông trong nước ca ngợi những công lao to lớn của Thượng nghị sĩ Mỹ trong mối quan hệ Việt-Mỹ, nhưng dường như không nhắc đến những năm tháng ông bị giam cầm và bị tra tấn tại Hà Nội. Tôi nghĩ là Hà Nội vẫn nghe lời John McCain trên rất nhiều khía cạnh quan trọng. Tuy nhiên, rõ ràng là một chế độ độc tài, và ở đây với những vi phạm nhân quyền rất là rõ ràng thì họ không thể đưa những cái ý kiến của John McCain về việc vi phạm của mình lên trên báo chí. Đồng thời rõ ràng là những cái câu chuyện ngày xưa họ đối xử với ông McCain thì họ cũng không bao giờ đưa lên được. Đó là cái chuyện tuyên truyền đương nhiên của cái nhà nước này rồi.
Ví dụ như là trong hồi ký của John McCain kể rất rõ là ông ta bị đánh liên tục và ông ta bị tra tấn rồi bị nhục mạ, nhưng đến khi ấy là họ đối xử tử tế một cái, họ đối xử rất tốt. Đó là lúc rất nhiều máy ảnh dương lên, đó là lúc rất nhiều phóng viên báo chí đến để nhìn căn phòng mới của ông, để nhìn thái độ của những y tá đến chăm sóc ông rất nhiều. Thì câu chuyện này là câu chuyện của tuyên truyền trong nhà nước thôi. Luật sư Trịnh Hữu Long viết trên Facebook hôm 27 tháng 8 rằng có ít nhất 3 điều mà chính quyền Việt Nam và báo chí chính thống không muốn đề cập là ông John McCain tố cáo chính quyền Việt Nam tra tấn ông trong trại giam, bảo trợ cho một chương trình tị nạn cho người Việt Nam, trong đó cho phép con cái đã trưởng thành của những cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị đi học cải tạo sau năm 1975 được định cư ở Mỹ và việc ông thường xuyên gặp các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên, luật sư Lê Quốc Quân cho biết chính quyền Việt Nam dường như hiểu được tấm lòng nhân ái và lòng yêu mến đất nước Việt Nam của ông John McCain. Nhưng tôi nghĩ rằng là chính quyền Việt Nam hiểu ông á, và hiểu những đóng góp của ông cho đất nước và hiểu ông có cái lòng nhân ái thật sự và yêu mến đất nước Việt Nam thật sự.